Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười Tứ Mít, còn bây giờ thì Mười xin mời. Đây thì mít của Mười nè, đó là mang hiện giờ là 5 trái. Đây, cây này cũng là 4 trái nha quý vị. Còn đây, đây thì cây này 2, 4, 6, 7, 8 trái. Thì cây mít nhiều quá thì thường thì trái nó cũng không có đạt gì cho mấy. Trái hơi chậm lớn nên mời có dùng thùng phân tưới nè. Nè, Mát Eagle. Này là thùng của nhà nhập trực tiếp của là công ty của Tây Ban Nha nha quý vị. Còn đây, đây là nhà phân phối nè, Andy Rào nè, phân bón hữu cơ nè, dùng để tưới cho cây ăn trái, cây công nghiệp đồ luôn quý vị. Này thì để giải độc hữu cơ, cải tạo đất, nuôi trái và ra hoa đồng loạt. Còn giờ thì Mười bắt đầu tưới. Đổ ra lên. Mười đổ ra thùng B đặng mười quậy lại cho đều. Bị thường thuốc thì còn chất đậm đặc ở dưới này. Không được chứ là Mười thì cũng quên nói với cả nhà là công thức hữu cơ của thùng thuốc này là rất cao nha, tới 24 đạm hữu cơ tới 24% lần. Còn giờ thì Mười bắt đầu tưới.
Mười cũng quên chia sẻ nữa, thì thùng này thì tưới được như vậy là 600 gốc nghe cả nhà. Giờ mưa bắt đầu tưới. Mười cũng quên sẻ chén này thì mười đã cân đông là 200cc nè, múc đây mười tưới được là 8 cây mít. Trong vườn của mười thì mười trồng vườn này nữa cũng là 3 năm rưỡi nha cả nhà, thì cũng có mít chết. Mít chết thì mười mới mua mít sang vô nè, mười cũng tưới luôn, tưới để trứng coi thuốc này coi có dùng được cho cây con không.
rất đậm đặc nha cả nhà. Mười cũng tưới cho cây mít đã bị chì mũ rồi. Thử nghiệm coi cây có đâm chầu bung tược không. Đây là chất hữu cơ mở 10 dùng tay luôn, khỏi cần mà dùng bao tay hay là gì. Chất hữu cơ thì nó an toàn chứ không có gì hết.
cắt bi nói chuyện.